Chào tất cả các bạn, đây là cái cây linh sa mà mình trồng từ nhánh chiết các bạn. Mới đầu mình tính nuôi cho nó ra cành nhánh để mình uống cái cây tông cao cao các bạn. Đó, nhưng mà cái đoạn này nó hơi đơ các bạn, cái cành nhánh nó cũng hơi ít ha. Giờ mình cắt bỏ cái đoạn trên luôn các bạn, để mình sửa lại mình làm cây mini nhỏ nhỏ mình chơi. Bây giờ mình chiết lúc cái nhánh nó già nó cứng nữa các bạn, nên cái thân là mình khó uống ha. À, giờ mình để cái thân nó tự nhiên vậy luôn các bạn. À, thân nó trực thẳng lên rồi mình uống một cái cành cho nó bay bay ra các bạn. À, bay lả lả xuống ha. Thì mình tạo cái tán mình chơi các bạn. Vì cái phôi nó cũng xấu nên mình uống theo kiểu xấu nha các bạn. À, thì chơi cây cũng có phôi xấu phôi đẹp các bạn. À, phôi nào mình cũng tạo dáng mình chơi nha. Thì sau khi mình cắt bỏ cái đoạn thân trên các bạn, đó, giờ mình sử dụng một cái cành ở dưới mình làm cái thân cho nó bay ra ha. Đó, mình tạo dáng bay bay ra các bạn. Thì trong một cái phôi nó có nhiều hướng làm cây lắm các bạn. Đó, mỗi người có một cái ý tưởng làm cây riêng ha. Theo mình thì mình uống nó có cành rơi xuống các bạn, đó, rơi bay ra ngoài ha. Này mình uống mình chơi tạm thôi các bạn, vì cái phôi nó cũng không được đẹp nên mình không có nhiều cái lựa chọn nha các bạn. Thì mình tạo cái cành rơi xuống các bạn, thì mình cũng có uống nhiều cây cành rơi nè ha, thì cơ bản nó cũng giống nhau hết nha các bạn. Cành nhánh này mình lợp cho nó so le ra xíu ha, để cho nó ấm tàn lại các bạn. Cái tàn này nó cũng ít nhánh các bạn. Đó, mình uống mấy cái xương chín này sau này nó có ra mấy nhánh nhỏ nữa mình lọt thêm nha các bạn. Đó, có nhiều nhánh mình uống nhiều ha. Thì đối với cái phôi này thì mình lọt cho nó ấm tàn là mình chơi các bạn, chứ nó cũng không được đẹp ha. Thì trong quá trình mình nuôi thì mình chỉnh sửa thêm các bạn. Chỗ cái cành ở trên này thì mình uống cho nó có một cái cành nó lọp xuống các bạn. Đó, nó đuổi theo cái tàn ở dưới ha. Đó, còn một cái cành nhỏ nữa thì mình dựng cho nó một cái ngọn nha các bạn. Đó, đối với cây này thì mình dựng cho nó cái ngọn nhỏ ha. Đó, cái ngọn nhỏ ngay chỗ này nha các bạn. Để cho nó nhìn nó cân đối xíu các bạn. Chứ mà nó đuổi xuôi xuống luôn mà không có dựng cái ngọn lên thì nhìn cái cây nó lại càng xấu nha các bạn ha. Cho cái cành này nó có mấy nhánh mình có thể dựng cho nó cái ngọn được nha các bạn. Đó. Thì đối với uống chi cành thì mình uống mình chỉnh sửa các bạn. Đó. Mình chỉnh sửa, chỉnh tới chỉnh lui riết thì chừng nào thấy được thì thôi ha. Đối với những cây mà nó ít cành nhánh như vậy thì khi mình quấn kẽm á các bạn. Đó, mấy cái chi nhỏ thì mình quấn hết luôn ha. Đó, mình quấn hết luôn các bạn. Đó, khi mình uống xong rồi nó khừa tới đâu thì mình cắt bỏ tới đó nha các bạn, chứ mình đừng có cắt trước ha. Đó, mình cắt trước khi mình lọt bù tàn các bạn, nhiều lúc tới cái đoạn nó thiếu cái nó uổng ha. Đây, có nhiều bạn cũng gặp khó khăn cái lúc mà mình dựng cái ngọn cho cây các bạn. À, mình uống cành nhánh thì nó dễ ha, nhưng mà lúc mà mình dựng cái ngọn thì nó hơi rối tí xíu nha các bạn. Đó. Thì theo mình thì mình dựng cái ngọn cái chỗ cái ngọn thì mình dựng lên có cái co hình chữ S nha các bạn. Đó, cành nhánh thì chỗ ngọn thì rải đều ra ha. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn, để mình khống chế cái chiều cao của cái ngọn nha các bạn. Đó, tới đó thôi ha. Thì sau khi mình uống xong rồi mình cắt tỉa là nữa các bạn, cho gọn gàng mấy cành nhánh là hết ha. Cái này là mình mới có định hình cái khung chính thôi các bạn. Đó, sau này ra chi nhỏ nữa thì mình lợp thêm nha các bạn. Rồi sau khi mình uống xong thì mình sang chậu cho nó luôn các bạn. Đó, mình sang cho nó cái chậu tượng này ha. Đó, chậu tượng này cũng cũ cũ các bạn.
thấy cây nó cũng hợp với cái trụ tượng mình sang luôn các bạn. Đó. Rồi sau khi mình vô chậu vô đất cho nó các bạn. Đó, có cái tàn bay qua che trên đầu của ông tượng ha. Nhìn cũng hợp hợp với cái chậu tượng này các bạn. Đó, phối thêm cái tượng chú tiểu lên nữa ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha.